bơm dại nha. Nè kêu táo mà phải bơm nha, táo nè, táo quay đường nè, miễn phí nè. Vô mánh nè. Chấp khó, khó lạ thôi. Nè táo này không được lớn gì mấy ha, táo rừng. Nhỏ nhỏ nhỏ. Quá trời. Mấy này thì mấy này ngọn qua đi qua cái nhà bên kia, trời ơi táo màu đỏ nó bự quá trời luôn, nó ăn cũng đâu có hết đâu. Ở đây mấy trăm trái luôn á. Đó, táo ở đây đâu có mua đâu. Đi ra ngoài đường là cũng có rồi. Để là tôi hái con trái ăn thử coi. Hai cái này bự xíu nè. Không được đỏ gì mày ha, cắn miếng đây. Rồi cái này nó chua chua. Cái này chấm muối ăn là hết có lý luôn á. Này hái về chấm muối ăn được á. Nè ăn rồi nè. Cũng ngon lắm nha cả nhà. Như thế thấy bơm ăn chua chua thì nó ngon hơn là ăn ngọt á. Hôm nay trời đẹp quá. Quá trời táo luôn, tha hồ mà ăn. Mấy táo này đem về ngâm nước, lâm ngâm nước, nước uống cũng được vậy. Nó cho chua cũng tốt thôi, cũng nhiều vitamin thôi. Đó, ăn xong trái táo rồi nè ha. Nghe tiếng con cắn sập 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 chấp 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 nghe lạ sợ luôn á. Cây có chuẩn bị vào thu rồi cả nhà ha.